Ok các bạn, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Mấy bạn thấy thường bà hậu kêu mấy bạn là bốc đầu là phải đội nón bảo hiểm đúng không? Đây bây giờ bà đi bốc đầu ở dưới biển mà không đội nón bảo hiểm nè, thấy ghê không? Hồi đó đến giờ các bạn có thấy ai đó sáng đi chùa, chiều chạy xe đi bốc đầu chưa? Và đó là tôi đó. À đâu, nói chơi với mọi người thôi, thiệt ra là cũng không có bốc đầu, không có đua xe gì quậy quạng hết trơn á. Thì đây là một cái cuộc trải nghiệm giao lưu và mình cũng đã thử bốc đầu cái con Zki, còn được gọi là mô tô nước ha. Thì cái công chuyện này nó được diễn ra trong lúc mà mình đi du lịch ở Phú Quốc. Thì sau khi thức dậy á, thì bọn mình đã ghé vào một cái quán ăn. Thì lúc đầu á, mình tính ăn ở cái quán Ngọc Ngân đối diện đây nè. Nhưng mà mình lại ngồi bên cái quán của cô Huệ và kêu cơm của cái quán Ngọc Ngân. Các bạn thấy lạ không? Tại vì mẹ mình muốn ăn bò kho ở cái quán cô Huệ, cho nên á, là đã ghé vào cái quán cô Huệ mà không có ghé vào cái quán Ngọc Ngân. Tuy nhiên thì ngồi bên cái quán cô Huệ nhưng mà vẫn kêu cơm của cô Ngọc Ngân để qua ăn. Thì chủ quán hai bên cũng rất là cởi mở, và cô Huệ đã cho mình ngồi ở quán cô Huệ và kêu cơm của cô Ngọc Ngân. Tuy nhiên thì trong cái bàn của mình thì mẹ mình vẫn ăn bò kho của cô Huệ, chỉ riêng là tụi mình là ăn cơm của cô Ngọc Ngân. Và cô Huệ cũng không có buồn vì điều đó ha. Đúng, hợp lý. Và trong lúc bọn mình ăn thì có một chiếc xe rác rất là dễ thương, rất là đẹp chạy ngang qua. Ngon mời. Mời ơi. Hương vị đậm đà của biển gà. Tuyệt vời mày ơi. Ok, ăn xong rồi thì bọn mình tiếp tục đi. Và đây là lúc mình đổi nón cho bé Búp nè. Đó, rồi lên xe. Thì đặc trưng ở trên cái đảo Phú Quốc này á, mình thấy có rất là nhiều chiếc xe du lịch dạng xe điện màu đỏ như thế này nè. Nói chung là dùng để đưa đón khách du lịch đi tới từ địa điểm này tới địa điểm kia, rất là vui. Nhưng mà rất là tiếc là mình chưa có dịp để ngồi trên chiếc xe này. Tại vì ngồi trên chiếc xe này á, thì đi nhiều người thì nó sẽ lợi hơn, với cái việc là mình chỉ đi có 4 người thôi. Và đây chính là hành trình mà mình đi tới chùa Hậu Quốc ở trên đảo Phú Quốc ha. Thì trên đường đi có một cái cảnh này gần cái sân bay quốc tế Phú Quốc á, thì mình cảm thấy á, là hai bên có hàng cây rất là giống với Đà Lạt luôn. Và cái điều đó là mình nhớ tới Đà Lạt rất là nhiều. Và sắp tới thì mình cũng hẹn mọi người là mình sẽ tiếp tục quay trở lại Đà Lạt với những chuyến đi tour rất là vui ha. Ê, cái chỗ này nó giống Đà Lạt ghê ha. Cái gì? Cái cua này nè giống Đà Lạt ghê á. Giống xương xương ha. Rồi thế là bố mẹ con đã đi tới cái đường đi lên chùa Hậu Quốc ha. Nhìn chung thì cảnh vật nó vẫn còn hoang sơ, tuy nhiên thì cái đường đi để tiếp cận chùa Hậu Quốc thì thật sự là không có gì gọi là trở ngại ha mọi người. Và đây là chùa Hậu Quốc, rất là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ đi gửi xe trước ha. Đó, gửi xe xong rồi á, thì mình đã xuất hiện trong khuôn viên của chùa Hậu Quốc, cực kỳ đẹp luôn mọi người. Sau đó thì mình có kêu thằng Phú Môi giơ tay lên và nó làm hành động như thế này nè. Và đây là quang cảnh xung quanh của chùa Hậu Quốc. Các bạn, mình là Johnny Điện, còn đây là Khoa Bẩn. Anh em mình hôm nay có mặt ở Phú Quốc nha mọi người. Còn đây là mẹ của mình. Tạo phát cho thêm đường là ăn rất là ngọt, là ăn rất là ngọt à. Rất ngọt à nha nha, ngon rất ngon à nha. Ok, thì tham quan xong rồi mình tiếp tục đi ra biển ở bãi sao nha mọi người. Thì cái hành trình đi ra bãi sao này ở những video lần trước mình đã có quay rồi, cho nên mình xin phép rút gọn. Và sau khi tới biển á, thì mình đã ăn uống no nê, nằm ngủ nghỉ đâu đó cũng khoảng tới tận chiều, 3 giờ chiều. Sau đó tụi mình đi tắm biển. Thì trong lúc tắm biển á, thì phát hiện ra là có mấy anh đi chiếc. Thì cái chiếc này gọi là chiếc Zki. Thì có 3 chiếc Zki nó đang kéo một cái chiếc cano cỡ lớn. Thì trong lúc đứng ngắm nhìn mấy cái anh này kéo cái chiếc cano
và nhìn mấy ảnh trình diễn rất là hay, thì bọn mình đã quyết định là có nên trải nghiệm thử cái con Zeki này hay không. Thì suy nghĩ một hồi thì tụi mình đã quyết định là ok, thử một lần cho biết ha. Ok bạn, thì nãy giờ vô tình thấy thằng đó kéo chiếc mô tô nước này đã quá mọi người ơi. Cái xong bây giờ mình sẽ đi tới đây để mình hơi thử cái chiếc này, sau đó mình với thằng Phú Ngôi đi bốc đầu được không ơi? Suy nghĩ kỹ chưa ba, xuống dây bốc đầu luôn, bay xuống biển nằm luôn á. Được không, được không? Chơi luôn ha. Ê mày cột giống đạo chích ở bên Nhật Bản mày. Để em đi làm hậu cần cho. Ê nhìn nó giống đạo chích không? Xem tháo cùng máy cano mấy người coi. Lát bốc đầu hồi tháo cùng máy cano luôn. À, một chiếc à anh? Tự lái ha. Đúng rồi. Tự lái mình ký cam kết. Này là 10 phút hả anh? 10 phút. Anh muốn đi 10 phút ha, anh đi bao lâu? Thôi đi 10 phút thôi. Chú lấy con áo phao nè, mà size XL lại tại con đôn con lắm. Sao muối cho lắm, ngon lắm. Kéo kéo mới nắm lại rồi. Thôi mập nha, thôi mập nha, thôi mập nha. Cái chen cái đầu bánh tét luôn á. Từ cái anh chen đầu bánh tét luôn á. Đây mình nói giống nghe không? Nào bánh tét như không, giống mấy con mà tắt kè bông á. Nhiều màu sắc. Chen nữa. Lại mới nói quế tèo đi biển đội phun phay. Ê, cái này mình lấy chiếc màu gì ta? Hả? Lấy chiếc màu vàng ha. Hường cánh sen. Lấy chiếc màu hường cánh sen á. Ê, màu vàng. Mày điên, lấy chiếc màu vàng nó giống trái chuối. Rồi, lụm luôn. Chạy xa ra ngoài giùm em ha. Ờ, chạy xa ra ngoài anh. Quay cột đó anh. Gì, cột nó xa lắm, cột nó tới mấy lý luôn. Dạ. Đâu, cột cái gì nè. À, xa hơn nữa. Từ đâu cột cái chứ. Xanh okay. Này nè. Đỏ là tắt, ga là ga bóp, bóp mạnh chạy mạnh, bóp nhẹ nhẹ. À, mình dặn ga là cái này. Thắng luôn nha. Không phải thắng rồi, ví dụ mình muốn giảm tốc độ sao anh? Thì buông ra là giảm. À. Buông hơi thôi, rồi qua lại nè. Ờ. Qua nào đi qua đó. Ok. Cái nào rồi đó, nên chạy cái thôi. À, rồi. Rồi bấm ra thôi. Ê, Phú Mòi ơi. Hello. Phú Mòi, từ từ mày, Phú Mòi. Bấm, tao sợ mày. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu với các bạn coi nha. Ê, nó cong cong ghê quá mày. Quá sợ quá hả? Mạnh lên anh. Bắt đầu à. Quá sợ mày chứ. Ê con này. Đây tao hướng dẫn mày bắt đầu cho nè mọi. Ok các bạn, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Ôi. Cái anh chạy chiếc cano màu vàng này là đi kiểu như đi theo á mọi người, để khách mà thuê cano có bị trục trặc gì á thì vớt lên bờ. Trời đất ơi, bà hầu bên kia mình quay clip mà bà chạy tuốt 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 ngoài kia mình có quay thấy cái gì đâu, khổ thiệt cả chứ. Hết ga lên, hết ga lên. Ê, tao đổi cho mày chạy nè mày. Mày coi chừng nó lật đó con. Rồi. Từ từ mày ơi, từ từ mày. Qua đây mày. Từ từ mày đừng có buông tay ra, mày chạy đi. Mày chạy đi mà mày đừng có buông cái tay. Đi ra ngoài đây nè. Ê, đừng có bôi cua. Rồi, dòng mày ảnh đi. Ô, đã quá mọi người ơi. Bóp đầu luôn. Mấy bạn thấy thường bà hậu kêu mấy bạn là bóp đầu là phải đội nón bảo hiểm đúng không? Đây bây
giờ bà đi bốc đầu ở dưới biển mà không đội nó bảo hiểm nè, thấy ghê không? Bà điên quá. Bà lại sợ gì mà không chơi? Sợ gì mà không chơi? Sướng sướng sướng. Rồi 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 chạy cái nữa. Bóp ra. Mày chạy ghê quá. Tao mệt quá. Rồi 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 tiếp nè. Rồi đó. Tê tê tê. Ê nhưng mà phê thiệt á, đã đã lắm, đã lắm. Dạ. Ê coi cái này nè. Tôi hả? Đứng này tôi kêu muốn chết luôn, tôi nhảy tùng tùng luôn. Không ai kêu tôi, kêu vô đợi người chở tôi đi một chút. Vậy hả? Không ai quan tâm luôn. Không ai quan tâm luôn hả? Đứng ngoài 10 phút quay nắng thấy mình nọ luôn. Không ai quan tâm. Nhưng mà giờ bố muốn chơi không? Không. Không hả? Sao chạy thấy sao? Thấy cũng được. Tê tê. Hello mọi người, đây là mẹ mình nha. Nhưng mà mẹ thấy con lái hay không? Thấy, thấy lái xịn không? Lái chạy bó 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 đúng không? Chạy bình thường thôi, đâu có gì đâu. Ờ, à, cũng dễ mà. Trời, mẹ nói á, tay mẹ không đau mẹ chở em luôn. Vậy hả? Không đau là mẹ chở. Bây giờ mình chơi tới cái vỏ nhỏ không? Cái này á là đưa cho mình cái cây chèo. Với lại cái này là thuê 200 ngàn. Đi được 2 người, không giới hạn thời gian. Ê khoan, bây giờ phải ra review. Hồi nãy giờ á là mình nãy giờ mình chạy không mọi người, mình thiệt. Tại vì thuê tới 450 lận. Thuê 450 mà chạy có 10 phút thôi. Thì mình cũng tranh thủ mình chạy chứ mình cũng không có review. Đó thì ở đây các bạn thấy không? Chiếc xe này là cái này người ta gọi là mô tô nước nha mọi người. Là nó có thêm hai kính chiếu hậu nè, không? Xịn nè. Xe của Yamaha đàng hoàng luôn á, mô tô nước Yamaha đó. Cái này mình mua được á, mà cũng có kính chiếu hậu. Có kính chiếu hậu nè. Cái này mình mua được luôn á. Thì mình mua xong mình để trên bờ cái mình gắn 4 cái bánh xe vô. Mình chạy. Chứ trên bờ mình ở trong thành phố là mình có biển. Không ấy mình bỏ dưới xuống mấy cái sông kênh Thị Nghè. Bỏ xuống mấy cái sông nó chạy về 8 kg xà bông luôn á. Ê, nó bốc đầu được á. Không phải. Chứ sao? Tại vì cái đầu nước nào cũng bốc, không cần. Cứ dặn ra tiễn đậu bơi 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 lên này nè. Dặn ra nó nhảy lên. À. Này chắc là đổ xăng nè mọi người. Đúng rồi, này đổ xăng nè. Còn này chắc đổ dầu hả? Ồ, nói chung là đã phơi phơi phơi. Bây giờ mình đi chơi khác đi. Nó uống xăng ghê lắm, tay ga. Cái này tay ga, không có số. Do động cơ của nó phải thường xuyên bảo dưỡng. Đúng rồi, cái này phải bảo dưỡng nhiều. Cho nên người dân ở đây cũng không lời bao nhiêu đâu. Đúng rồi. Nên mình đi với giá như vậy là quá ổn. Thì cái giá 450 này là thì cái giá 450 này lâu lâu ra chơi là ổn rồi. Thôi dễ chạy không? Chỉ là lên ga thôi chứ. Ê, lên ga thôi à, cứ bóp con đó. Cái này là cái tay ga nó nè. Nó không có vặn mà mình rồi, bóp. Rồi hả, mình hạ ga là nó ngừng liền. Đúng rồi, vừa hạ ga là nó ngừng liền luôn à. Đó. Thì đúng rồi, quẹo qua quẹo lại vậy là chạy à. Có khi mình quẹo qua phải phải không, cái nó cứ chạy thẳng hoài luôn, là mình phải hạ ga lại. Mình hạ ga lại cho nó bẻ cái cổ qua mới chạy tiếp được. Đây đi 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 chơi đu dây đi. Lớp vô Phú Quốc ha. Hello mọi người nha, mình là Hậu Ly đây. Hồi nãy á là mình tính quay cái này nè, nhưng mà mình sợ độ cao quá mọi người, tự nhiên cái cho mình bay lơ lửng trên không vậy á. Nè mọi người thấy không? Đó.
thì như khỉ đeo bột dừa vậy mọi người. Xong rồi thí dụ mà chiếc cano chạy gần lại á, có khả năng là mình sẽ bị rớt xuống biển nữa. Rồi xong cái chú trên cái chú chạy chiếc này nè, phải kéo mình mới bay được này nè. Nói chung là nó vậy đó. Ừ, nói chung mình là hậu ly nha mọi người. Hậu ly rất sợ những điều nguy hiểm như thế này, đặc biệt là sợ nước, cho nên là hậu ly không dám chơi cái này đâu. Ôi nhìn giống siêu nhân quá mấy bà. Trời ơi. Nhìn giống siêu nhân quá. Rồi đang hạ cánh. Wow, à, trời ơi trời. Đó, mọi người thấy mình nói có đúng không? Bị dục xuống nước luôn vậy đó. Rồi xong cái dù đè lên luôn. Ừ, đó. Chơi xong rồi thì tụi mình đi về. Thật sự mà nói luôn thì chơi rất là vui và cực kỳ là đáng đồng tiền bát gạo luôn mọi người ơi. Nói chung á thì cái Phú Quốc này mình ghé rất là nhiều lần rồi, nhưng mà mình không thể nào gọi là chán cái Phú Quốc này được. Và sắp tới thì mình cũng sẽ có rất là nhiều chuyến đi về Phú Quốc nữa. Thì có gì mình sẽ hẹn anh em ở Phú Quốc vào những dịp sau nha. Còn bây giờ thì thôi, mình đi về. Rất cảm ơn mọi người đã xem video này. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo nha. Bye bye.